thực hiện chỉ đạo của tỉnh về việc kiểm tra thực địa, đôn đốc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các địa phương. Vừa qua, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư và nhà thầu thi công để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Trên địa bàn huyện Phù Cừ có 7 dự án sử dụng vốn của tỉnh giao với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng. Bên cạnh một số dự án được thi công và giải ngân nhanh thì vẫn còn một số dự án chậm giải ngân. Đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy Đặng Ngọc Quỳnh đã ghi nhận và đánh giá cao tiến độ giải ngân nguồn vốn của huyện. Các dự án đều đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đề ra. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới huyện Phù Cừ chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương cần phối hợp đồng bộ nhịp nhàng, chủ động tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thi công các công trình, báo cáo và đề xuất với tỉnh những giải pháp để tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách, những bất cập trong quy trình thủ tục. Huyện tập trung cao và ưu tiên vào công trình đường Tân Phúc Võng Phan, phấn đấu trong thời gian ngắn về bàn giao 70% mặt bằng để đơn vị nhà thầu triển khai thực hiện. Tại huyện Văn Lâm, đến nay, 4 dự án giao thông lớn của huyện có tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng, đều chậm tiến độ. Nguyên nhân chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, một số nhà thầu chưa tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, một số dự án chờ phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến yêu cầu chính quyền địa phương, các nhà thầu, đơn vị thi công tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, có mặt bằng sạch đến đâu triển khai thi công ngay đến đó, bảo đảm tiến độ và kế hoạch đề ra. Huyện Văn Lâm tập trung tuyên truyền, vận động để người dân hiểu đúng, đầy đủ về ý nghĩa tầm quan trọng và những lợi ích mà các dự án mang lại, bố trí các phương án tái định cư theo hướng có lợi nhất cho người dân, bảo đảm điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ nhưng phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Huy Bình đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công cũng như chính quyền các địa phương trong thời gian qua đã khắc phục mọi khó khăn để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công các dự án. Đồng chí yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ giải ngân các dự án, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, nhà thầu tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận trong việc triển khai dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng chí Bí thư Thị ủy Mỹ Hào Trần Thị Thanh Thủy cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ một số dự án đang thi công. Năm 2023, thị xã Mỹ Hào có 5 dự án sử dụng ngân sách tỉnh, tổng mức đầu tư của 5 dự án là trên 400 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh trên 170 tỷ đồng. Nhìn chung tiến độ các dự án chậm, chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, một số nhà thầu chưa tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Đoàn công tác của tỉnh ủy yêu cầu thị xã Mỹ Hào và các đơn vị liên quan cần nêu cao quyết tâm không để bất kỳ khó khăn nào làm đình trệ tiến độ thi công các dự án. Thị xã tập trung cao nhất tuyên truyền vận động nhân dân, đồng thuận để giải phóng mặt bằng. Đây là điều kiện tiên quyết để thực hiện tốt các dự án, xây dựng thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công theo từng mốc thời gian cụ thể. Thị xã thường xuyên đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực phương tiện, có mặt bằng đến đâu, thi công ngay đến đó, phấn đấu hết năm 2023, giải ngân đạt 100% vốn đầu tư công, ngân sách tỉnh giao và đạt trên 80% vốn ngân sách của thị xã. Trong năm nay, huyện Văn Giang có 4 dự án sử dụng vốn của tỉnh với tổng mức đầu tư trên 220.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, số dự án còn chậm tiến độ giải ngân vốn. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại một số dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn huyện, đồng chí Lê Văn Hưng, Bí thư Huyện ủy Văn Giang yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và các địa phương, cơ quan đơn vị tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt, có kế hoạch thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị và địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của từng dự án tại các địa phương đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm gây khó khăn cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện dự án ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn đầu tư công của huyện. Huyện Ân Thi hiện có 5 dự án đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư với tổng kinh phí hơn 180 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số dự án chậm tiến độ giải ngân, nguyên nhân do gặp khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng, chi phí giải phóng mặt bằng tăng cao hơn so với mức đầu tư được phê duyệt. Trong đó, dự án cải tạo nâng cấp DH61, dự án đường quy hoạch mới số 04 giải ngân được 47% nguồn vốn của tỉnh giao năm 2023.
đồng chí Tô Thành Quyết, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu huyện đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ giải ngân các dự án, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục. Bên cạnh đó, ra soát, nghiên cứu điều chỉnh hướng, tuyến một số dự án giao thông phù hợp với tình hình thực tế.